Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm sao để bypass xóa xác minh tài khoản Google trên tất cả các dòng Vivo chạy hệ điều hành Android 11 các bạn nhé. Trên tay mình đây là con Vivo i11 này. À con Vivo i12s này các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ thao tác từng bước để xóa xác minh tài khoản Google trên con máy này để cho các bạn theo dõi. Nếu các bạn gặp phải thì các bạn có thể áp dụng theo nhé. Ok, các bạn quay trở lại. Quay trở lại cái mục cài đặt ngôn ngữ cho mình từ đầu luôn. Các bạn chọn tiếng Anh cho mình. Các bạn chọn tiếng Anh nhé, bởi vì cái mục đi vào trong mục cài đặt mình cài đặt tiếng Việt thì nó lại tí mình cài xong nó không có cái mục như ở tiếng Anh các bạn ạ. Mình đã thử tiếng Việt rồi nhưng không được. Các bạn cứ chọn tiếng Anh luôn cho mình nhé. Đó, các bạn quay trở lại cái mục cài đặt Wi-Fi này. Các bạn bấm vào cái mục dấu cộng này, bấm tiếp mục dấu cộng dưới này. Đó, các bạn bấm vào cái biểu tượng mic này. Đó, bấm vào dưới này. Ok, và bây giờ các bạn bấm vào cái mục dòng thứ hai cho mình. Và các bạn tìm từ khóa là setting nhé. Setting. Đó, các bạn vào cái mục setting nha. Có cái chữ là app info này. Nếu các bạn bấm chữ set này mà nó chưa ra, các bạn cứ đợi một lúc nhé, để nó vào cái mục setting mà có cái chữ, có cái biểu tượng bánh răng này, mới lại có chữ app info này mới được này. Còn cái chữ setting trên này là không phải nhé các bạn nhé. Đó, các bạn nếu các bạn bấm mà nó chưa ra, các bạn đợi cho nó loát được cái ứng dụng này mới được nhé. Các bạn bấm vào nó. Đó, ấn open cái ứng dụng này. Ok. Và các bạn bấm vào cái mục này nhé. Đó. Tiếp theo bấm vào biểu tượng hình người này. Đó, ấn vào dòng đầu tiên. Các bạn bật cho mình công tác này lên. Ok. Ok. Thoát ra. Các bạn tìm cho mình cái mục này, app ấy này, ứng dụng và thông báo này. Đó. Bấm vào cái dòng đầu tiên các bạn nhé, app này. Có thể là mỗi cái máy nó hiển thị một khác nha các bạn nhé. Nhưng các bạn cứ bấm vào mục này, các bạn tìm cho mình cái mục là on app này, có tất cả ứng dụng này. Đây trên này của mình có 5 năm ứng dụng này. Đó, các bạn ví dụ nó ở dòng khác, các bạn cứ 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 áp dụng theo cái biểu tượng này nhé. Đó. Bạn bấm vào cái ba chấm này, bấm vào cái chỗ show stem này. Ok, và các bạn xóa cho mình ba cái ứng dụng đi. À, tắt, có nghĩa là tắt không cho nó hoạt động nhé. Đầu tiên là cái Android setup này. Đó, các bạn bấm vào. Tắt nó đi. Cái này cũng tắt nó đi. Quay trở lại mục Android setup tiếp theo này. Đó, một cái mục là có cái vòng tròn này, một cái mục là có bánh răng này các bạn nhé. Tất cả hai cái đi luôn. Ok. Các bạn quay trở lại tìm cho mình cái ứng dụng của Google Play. Ok nha, Google Play Service gì đây này. Các bạn tắt tiếp cho mình cái ứng dụng này đi. Ok. Tắt tiếp. Vậy là các bước thao tác được một nửa rồi các bạn ạ. Các bạn quay trở lại hết nhé. Ok. Các bạn bấm Start cho mình. Ok. Các bạn cho nó loát một lúc nhé. Ok, và bây giờ tầm vậy được rồi. Các bạn bấm vào cái mục biểu tượng hình người nhé. Đó, các bạn bấm vào cái mục góc này. Bấm vào góc bên tay trái trên cùng này. Đó, để nó loát vào cái mục setting cài đặt Google Play Service này các bạn nhé. Đó, bây giờ các bạn mở cái này cho mình. Các bạn cứ bấm cái biểu tượng này với góc này lúc nào nó, các bạn phải bấm nhanh nhé, bấm nhanh thì nó vào được cái mục cài đặt này nhé. Đó, bởi vì nó loát phát nó mất luôn, các bạn phải để ngón tay sẵn đây, bấm phát nó hiện lên với các bạn chọn luôn thì mới được. Đó, các bạn bật nó lên. Ok nhá, bật lên các bạn quay trở lại. Đó, hiện cái bảng này lên, các bạn bấm chỗ trống cho nó mất đi. Ok. Và bây giờ máy nó loát xong là nó vào được cái, nó vượt được qua chế độ tài khoản Google luôn các bạn nhé. Đó, như vậy là đã thành công rồi.
Vậy là thành công rồi nha các bạn nhé. Đây là đến cái mục nó bắt nó yêu cầu mình chọn mật khẩu hoặc là Face ID thì mình có thể chọn, có thể cài đặt luôn, có thể bỏ qua, mình cài đặt sau trong một cài đặt cho nhanh. Đó, chọn Next. Bỏ qua luôn. Đó, những ứng dụng này các bạn cài cài em cài thì tắt nó đi cho nó đỡ nặng máy, lúc nào ứng dụng vào trong máy mình thích cái gì cái sau, nhưng mình bỏ qua hết. Ok. Xong rồi các bạn nhé, rất là đơn giản và nhanh gọn thôi. Ok, máy đã sử dụng bình thường. Đây đang báo update cái ứng dụng gì kệ nó nhé các bạn nhé. Đây, ứng dụng lằng nhằng thì kệ nó đi. Ok nhé các bạn nhé. Và máy của mình bây giờ đã hoạt động bình thường và có thể sử dụng ok rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn áp dụng thành công.